tượng sau đây thì nhắm đến nhà băng, nhưng có lẽ thấy các phi vụ cướp, thủ phạm bị bắt rất nhanh chỉ sau vài giờ gây án, cho nên đối tượng lựa thời điểm nửa đêm để lẻn vào trộm cắp, nào ngờ kết cục nhận về cũng chẳng khác là bao. Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đang củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ án trộm cắp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, trụ sở tại thị trấn Đình Lập. Trước đó, tiếp nhận đơn trình báo của anh Đặng Trọng Hưng là cán bộ Ngân hàng Agribank về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc lấy trộm 2 triệu đồng, một máy tính xách tay trị giá hơn 20 triệu đồng. Qua khám nghiệm hiện trường điều tra, bắt giữ được đối tượng Hoàng Văn Tuấn, 22 tuổi, trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, là thủ phạm. Tuấn khai nhận, rạng sáng 3 tháng 9, sau khi chơi game xong, không có tiền tiêu xài nên cậy cửa, đột nhập vào ngân hàng Agribank để trộm cắp. Khi đang trốn tại khách sạn Hoàng Dương, thành phố Lạng Sơn để chuẩn bị mang tài sản đi tiêu thụ, thì bị công an bắt giữ. Còn quán trà sữa ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh sau đây được nhiều người nói vui là địa điểm bất ổn bởi liên tục rơi vào tầm ngắm của kẻ gian. Hết trộm rồi lại cướp, hết khách hàng rồi lại tới nhân viên đều trở thành nạn nhân. Mới đây, chủ quán trà sữa ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đến công an trình báo về việc quán liên tục xảy ra các vụ trộm cướp điện thoại. Gần nhất là tối ngày 13 tháng 9, một thanh niên đến quán giả vờ mua trà sữa. Thời điểm này, có hai vị khách đang ngồi bàn ở trước cửa quán để bấm điện thoại. Đối tượng đứng quan sát vài giây rồi giật chiếc điện thoại trên tay khổ chủ, sau đó bỏ chạy. Trước đó, trưa ngày 3 tháng 9, hai thanh niên đi xe máy tới quán. Người ngồi sau vào trong, giả vờ khách đến mua trà sữa. Thấy nhân viên quay lưng vào trong, đối tượng lấy chiếc điện thoại để trên bàn rồi chạy ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Gọi là quán trà sữa bất ổn nhưng có lẽ điều bất ổn nằm ở sự chủ quan hớ hên của cả khổ chủ và khách hàng bởi những kịch bản trộm cướp như vừa rồi thường xuyên xảy ra.